quý vị và các bạn, trong phiên cuối tuần thứ 6 ngày hôm qua thì VN-Index tiếp tục lưỡng lự ở cái mốc 580 điểm. Mặc dù thanh khoản có tràn vào thị trường và tăng lên ở mức khá cao, tuy nhiên đây sẽ là một cái mốc kháng cự mà có thể nói là khó vượt qua của VN-Index, ít nhất là trong tuần giao dịch tiếp theo. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với những dự đoán cũng như là những phân tích của anh, của vị khách mời là anh Nguyễn Thành Nhân, giám đốc phòng giao dịch Chợ Lớn của công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Nhân. Thưa anh Nhân, trong cái phiên ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản coi như là tăng đột biến trong những cái phiên ATC. Thứ nhất là bởi vì ngày hôm qua cũng là một cái ngày cuối cùng, ngày review cuối cùng của các quỹ ETF cũng như là có những cái giao dịch thỏa thuận khác. Tuy nhiên khi mà xem xét cái tình hình giao dịch của phiên thứ 6 ngày hôm qua đó thì anh có thấy cái dòng tiền đòn bẩy nó đã bắt đầu trở lại với thị trường chưa? Như chúng ta cũng biết là thị trường Việt Nam mình có hai quỹ ETF dịch với tổng giá trị tài sản ròng khá lớn, từ 400 triệu đến 600 triệu USD. Đó thì vào cái tuần thứ 3 của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 là cái phiên thứ 6 là cái phiên ATC, là phiên review để mà add mới hoặc là review một số mã, tăng giảm tỷ trọng của các quỹ. Đó là lý do chính mà đẩy thanh khoản tăng mạnh trong cái phiên ATC hôm thứ 6, hôm qua. Xét nếu mà mình loại trừ cái mức độ review này ra, kèm theo một số dịch thỏa thuận, thì chúng tôi cho rằng là thanh khoản nó vẫn duy trì ở quanh cái mức 2.400 đến 2.600 tỷ một phiên, thì đó cũng là cái mức thanh khoản bình thường, đúng không? Trung bình trong suốt cho cái thời gian dịch một vài tháng vừa qua. Đó thì thị trường cũng đã tăng được khoảng trên 10% với chỉ số VN-Index. Thì cái xu hướng sử dụng đòn bẩy đến hiện tại là nhà đầu tư đã có sử dụng nhưng mà ở mức độ quá nóng hoặc là sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, là chúng tôi đánh giá là chưa đến cái mức độ mà vượt quá khả năng cung vốn của các công ty chứng khoán. Thì hiện giờ là mức độ đòn bẩy nếu mà nằm ở tầm 10 điểm thì hiện giờ nhà đầu tư khoảng sử dụng khoảng 6.5 đến 7. Bây giờ chúng ta còn chỉ còn tuần sau nữa thôi thì hết tháng 3 cũng coi như là hết quý 1 của năm 2016. Và vừa rồi thì chúng ta cũng có những cái thông tin liên quan sẽ có ảnh hưởng ít nhiều gì đó đến một vài nhóm ngành trên thị trường chứng khoán, và cũng trong cái việc mà chúng tôi sẽ chọn ra một vài nhóm ngành để mà nhờ anh phân tích, để mà quý nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều thông tin cho những cái phiên giao dịch sắp tới. Trước tiên chúng ta thấy rằng là cái thông tư 36 tức là vừa mới ban hành thì coi như là siết chặt cái dòng tiền vào bất động sản. Như vậy thì cộng với lại cái khả năng có thể vay được đòn bẩy, thì anh có cho rằng là cái dòng tiền từ bất động sản thay vì là đầu tư bất động sản thì sẽ chảy vào thị trường chứng khoán không? Cái thông tư 36 thì nó cũng đã vận hành thị trường từ năm ngoái rồi, và năm nay thì có một số cái sửa đổi mới, thì là nó ngăn là ngăn cái dòng tiền đầu cơ mua đi bán lại bất động sản. Nhưng đối với lại những cái phân khúc bất động sản mà đáp ứng cái nhu cầu ở thực sự của người dân thì hệ thống ngân hàng vẫn cho vay ở mức cái khung vẫn bình thường. Đấy thì chúng tôi cho rằng là cái khuynh hướng mà ổn định chính sách tiền tệ, duy trì một cái mức lạm phát thấp, lãi suất thấp và tạo ra một cái đà tăng trưởng GDP mang tính dài hạn và bền vững, thì nó đã áp dụng từ năm ngoái và chúng ta thấy cái hiệu quả nó cũng đã tác dụng lên thị trường. Thì những cái dòng tiền vào bất động sản hay chứng khoán nó đã discount vào cái thị trường rồi, chứ không hẳn là đến thời điểm này khi mà một số cái sửa đổi mới của thông tư 36 nó lại đưa dòng tiền từ bất động sản qua thị trường chứng khoán, thì chúng ta đánh giá là cái mức độ tác động ở thời điểm này nó không còn lớn nữa. Và đời chúng ta kỳ vọng một cái dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán thời điểm này thì đó là một kỳ vọng nó không có xác thực cho lắm. Vâng, tức là như vậy thì theo anh cái thanh khoản của thị trường thì chắc là nó cũng sẽ ở một cái mức độ có thể nói là nó ổn định thôi, chứ không có một cái, chúng ta không hy vọng một cái đợt tăng đột biến
về thanh khoản và thị trường. Như vậy thì nếu mà nói tiếp về nhóm ngành á, và về những cái thông tin thì những cái thông tin về thuế áp cho sản phẩm của các nhóm ngành thì chúng ta có hai cái nhóm ngành trái chiều nhau. Ví dụ như về thủy sản thì chúng ta hay bị áp thuế chống bán phá giá khi mà chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài. Còn đối với ngành thép chẳng hạn thì chúng ta có những cái biện pháp tự vệ để mà cạnh tranh với lại cái nguồn thép nhập khẩu. Như vậy thì anh có cho rằng là giá cổ phiếu của hai cái nhóm ngành này nó sẽ có một cái chiều hướng trái chiều nhau hay không? Cái câu chuyện của ngành thủy sản thì hiện tại chúng ta không xoáy vào cái phần chống phá giá nữa, mà hiện giờ câu chuyện nó nằm ở chỗ là cái hiệu ứng El Nino nó làm cho cái lượng nước mặn nó tràn vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì nó ảnh hưởng đến cái sản lượng. Một số những cái hộ nông dân họ chăn nuôi tôm hay là tôm sú xuất khẩu ví dụ, thì hiện tại thì cái số lượng cái nguồn nguyên liệu để cung cấp cho ngành hàng này nó đang bị ảnh hưởng từ cái biến đổi của thời tiết. Đấy thì cái những cái doanh nghiệp nào mà họ duy trì được một cái nguồn nguyên liệu đầu vào tốt, họ đã có cái nguồn dự trữ nguyên liệu tốt và duy trì một cái mặt bằng giá cả và đáp ứng được những cái đơn hàng của cái đối tác ở nước ngoài, thì đó sẽ là những cổ phiếu mà thu hút được dòng tiền trong thời gian sắp tới. Và thị trường Việt Nam là thị trường chứng khoán hiện tại nó phân hóa rất cao, thậm chí trong cùng một phân ngành nhưng mà những doanh nghiệp được hưởng lợi thì họ sẽ thu hút được cái dòng tiền và nhà đầu tư sẽ dòng tiền thông minh sẽ tìm tới một số cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi đấy, chứ không phải là toàn bộ ngành nó đều tăng. Còn về ngành ngành thép, đợt vừa rồi thì Việt Nam mình cũng có xây dựng được một số cái chính sách phòng vệ tương đối là tích cực đó, thì nhưng mà chỉ tác động vào được một số anh doanh nghiệp mà anh chủ động được ngành phôi thép. Ví dụ như Hòa Phát, đó là một số cái doanh nghiệp mà họ chủ động được phôi thép để họ được hưởng lợi từ chính sách này đấy. Thì nhưng mà trong suốt cái thời gian 2 tuần vừa rồi thì cái hiệu ứng này nó đã tác động vào giá của một số cổ phiếu như Hoa Sen, như Hòa Phát, là những nhóm ngành này đó đã discount vào giá rất nhiều. Mà chúng ta kỳ vọng vào một cái đợt tăng tiếp theo nữa thì chúng ta đánh giá xem là cái tác động chính sách nó tiếp tục tác động tích cực và giá thép có tiếp tục tăng, và những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi từ phôi thép có tạo ra được một cái mức độ đột biến về doanh số bán và từ đó tạo ra cái nguồn lợi nhuận thì mới hút được cái dòng tiền. Hiện tại nó đã cao gần 80-90% cái lượng tin tốt này vào giá rồi. Thì chúng ta kỳ vọng thì chúng ta nên kỳ vọng ở mức độ thấp thì nó sẽ tạo ra một cái mức độ kỳ vọng hợp lý hơn. Nghĩa là theo anh thì những cái thông tin về chính sách cũng như những ảnh hưởng về thiên tai thì nó cũng đương nhiên nó sẽ có một cái ảnh hưởng nào đó lên giá cổ phiếu. Tuy nhiên cái chính nhất, cái cơ bản nhất vẫn là cái tình hình kinh doanh cũng như là cái cách xoay chuyển tình thế của ban lãnh đạo của từng doanh nghiệp một, thì từ đó thì cái dòng tiền nó nếu mà được đầu tư vào thì cũng sẽ bền vững hơn. Cảm ơn anh Nhân rất nhiều. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, vừa rồi là những ý kiến phân tích cho các phiên giao dịch của tuần sau của anh Nguyễn Thành Nhân đến từ công ty chứng khoán HSC. Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ dành ít phút cuối bản tin để tóm tắt lại các thông tin chính. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 2 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân biết thêm để tránh trường hợp bị lừa. Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Úc, từ hè năm nay, thanh niên Việt Nam tốt nghiệp đại học và biết tiếng Anh sẽ có cơ hội sang Úc du lịch kết hợp với làm việc trong vòng 1 năm. Theo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 112 của Chính phủ, kể từ tháng 5 2016 này, người tham gia buôn lậu cũng sẽ có thể bị tạm giữ hành chính. Chính phủ Thái Lan bắt đầu mở phiên tòa xét xử 92 người bị cáo buộc tội buôn người. Đây là vụ buôn người lớn nhất tại quốc gia này trong thời gian qua. Tại khóa họp lần thứ 60 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải hành động nhiều hơn nữa để nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ trên chính trường. Còn đến đây thì bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 19 tháng 3 trên kênh FPNC cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục truy cập vào trang website www.fpnc.vn để biết thêm nhiều thông tin cũng như các chương trình khác trên kênh FPNC.
Còn bây giờ thì Tú Trinh xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui.